Đây hôm nay là bà con lại đi đến đây để nhặt nhãn. Đây toàn fan chị Phương Hằng đây. Hôm nay là mọi người rất là ủng hộ chị Phương Hằng. Nào bây giờ chị quay đây này, bỏ khẩu trang ra một tí về cho con cái ở nhà xem cho cả gia đình phấn khởi nào các em ơi. Tiêm rồi, chích ngừa rồi. Cái ngẩng lên tí cũng nhìn ra đấy. Nhãn ngon lắm. Người nông dân đổ mồ hôi ra mới được trái nhãn mà. Năm nay giá rẻ quá, mọi năm bán được 40 mấy ngàn, hôm nay giá rẻ quá. Nào các em ơi, vừa làm vừa vui nào. Nhưng mà có cần phải nói tên để về nhà cho các con nó nhận ra không? Có nhận không? Nào, bên này ngẩng lên tí về. Đó, em tên là gì? Em này tên Bãi Chiêu là em dâu của Vừa Nhãn. À, em dâu của Vừa Nhãn. Rồi, bên này không cần nói, ở nhà có nhận ra không? Đây chị. Làm vui nhỉ. Hôm nay về chiếu lên cho bà con nhìn. Bữa nào mà có đám cưới thì kêu chị Lan lên quay cho nhá. Đây là thể theo yêu cầu của bà con nhặt nhãn muốn về cho gia đình coi. Đấy, hôm nay là cái video thứ hai thu hoạch nhãn. Làm kỷ niệm em ạ. Tiếc cái là Covid cho nên không bỏ được cái khẩu trang ra. Nói chuyện cho vui đi. Nói chuyện hôm qua về xem cái video trước thì cả nhà thấy thế nào? Quá hay, quá đẹp. Ai cũng thích đúng không? Ai cũng thích hết, giản dị. Nhìn chị Lan là giản dị. Nhìn nói chuyện có duyên. Các con nó mà biết đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ chị nhé. Nhất hạng là đeo cặp mắt kính đó, trời ơi, ngậu nhìn sang cái bể. Cảm ơn em. Mà anh mấy cái clip đó là chị bận cũng cảm thấy dễ mến chị Lan đúng không? Chiều nay chị lên luôn nhá. Xong lại mở vào cái kênh đấy là có cái video này lên. Hôm nay có ai người mới đấy? Hai người mới đâu, giơ tay lên chị xem nào. Đâu? Đấy. Chào khán giả hâm mộ chị Phương Hằng cái đi. Đây. Các em chúc cho chị Phương Hằng kiện đâu thắng đấy đi. Dạ. Hai chị em này chứng lên quá thầy. Mai mình mà thích mình mới hâm mộ rồi chứ phải không chị? Đúng. Tại nó dù cho chị Phương Hằng đã chưa có tới đây giúp mình thì giúp cho người khác thì đúng rồi. Chị Phương Hằng giúp cho rất nhiều người nghèo, nhất là cái bình oxy đợt này mà Covid bùng phát lên thì cái oxy của chị Phương Hằng hỗ trợ cho các tỉnh là quý giá vô cùng, cứu không biết bao nhiêu mạng người đó. Từ từ biết đâu bà giúp tới đây sao. Đúng rồi. Từ Bình Phước lên Tây Ninh, từ Bình Dương về Tây Ninh cũng không có xa đâu. Có giúp
là có gì đây là em đầu tiên là ủng hộ em. Em ủng hộ chị Phương Hằng đầu tiên đúng không? Dạ. Chị Phương Hằng mấy hôm nay là bị những cái bọn phản động ấy là nó đang công kích, cho nên chị cũng đang hơi buồn. Nhưng mà những cái mà chị đã đóng góp được cho xã hội rất là nhiều và nhân dân rất là biết ơn. Chị Phương Hằng có một cái tấm lòng nó nhân ái và thân thiện vô cùng, chứ không phải như nhiều những cái người giàu khác đâu. Rất nhiều người đã được chị Phương Hằng hỗ trợ oxy này, rồi là găng tay y tế. Dồi ôi, găng tay y tế là thiếu kinh. Cái dịch Covid này là tất cả những cái đồ bảo hộ này là quan trọng như thuốc. Quan trọng như thuốc, cái đồ bảo hộ đây này. Ví dụ như là găng tay, khẩu trang này là quan trọng lắm. Nhầy. Nó cũng là ngăn ngừa được cái lây lan. Và đặc biệt là cái oxy là cái quan trọng nhất ấy. Bây giờ F0 mỗi ngày mỗi tăng. Mình chưa bị ấy là mình có phước lắm. Chứ những người bị rồi một cái là phải cần oxy thở luôn em ạ. Mỗi một người mà đã dương tính rồi là phải cần cái bình oxy ngay. Chỉ cần thiếu oxy nha, nó tụt oxy một cái là nó suy hô hấp nặng, là rất là khó chữa. Là nguy kịch luôn. Cam sướng hả? Quay lại được cái cảnh mình đi lao động như thế này cũng vui chứ. À đúng rồi. Yeah. Đây này, quy trình nhãn này này, nhãn hái xuống vườn xong rồi là phải nhặt hết những cái quả đèo con nhỏ nhỏ đi, coi như mang đến tay người tiêu dùng là toàn những cái quả đạt chất lượng luôn, đúng không cả các em? Đúng rồi. Nào em nói cái quy trình nhặt nhãn cho khách của chị người ta nghe được, người ta yên tâm ăn ngon là. Nhặt những trái tua đeo rồi trái nhỏ ha. Còn lại mấy trái lớn ăn là chất lượng. Mà nhãn này là 100% không có phun thuốc. Nhãn này nhãn sạch 100% luôn, không hề phun thuốc. 4 tháng nay không hề phun một cái gì, hoàn toàn tự nhiên hết. Đi Covid đây không được, lấy gì phun. Nói chuyện cái nhặt nhanh lắm. Bây giờ đi ra, bây giờ Lan sẽ mời mọi người đi theo chân các anh công nhân nam đi hái ở trên cây nhá. Tạm biệt các chị nhặt nhãn tí, chúng mình sẽ quay lại gặp nhau. Bây giờ đi theo chân mấy anh đi vào trong vườn để bẻ nhãn. Bây giờ Lan đi ra theo chân mấy anh công nhân nhặt nhãn. Tức là nhãn nó không phải là nó chín đồng loạt, cho nên là phải vừa đi vừa lựa. Chùm nào chín thì mới bẻ, còn chùm nào mà chưa chín thì vẫn phải để trên cây. Nhưng mà cả nhà nhìn này. Đấy. Vũ ơi. Đâu? Cho bà con xem bẻ nhãn như thế nào nào. Ôi dồi ôi. Rất là đi làm rất cực. Hôm nay có nhãn về thành phố Hồ Chí Minh đấy, tí nữa Lan sẽ đưa số điện thoại. Ai mua ủng hộ Lan thì sẽ liên hệ theo cái số điện thoại nhá, tí nữa Lan sẽ ghim. Đâu? Đâu rồi? Đây, đang quay cảnh các anh công nhân đi bẻ nhãn đây. Phải nhặt đấy. Phải lựa tới trái nào chín mới bẻ, còn trái nào chưa chín vẫn để trên cây. Hãy
đẹp. Chị năng có nhành nó cũng thầm, nó chín có nhành thì nó cũng chưa. Nhưng mà mình bẻ được những trái mà nó đủ chất lượng rồi mà nó mới ngọt. Vũ về nhà xong rồi mở tivi lên xem nhé. Nhiều khi nó có cây nó chưa có chín. Đúng rồi. Thì nó lại những cái nhành chín này nó lại chín quá. Chín quá nữa nó hơi ổn. Đúng. Thế. Sướng nhỉ? Cái quá cứng mà nó còn hay nhỏ trái bẻ bớt dài ra nhành. Tặng cho nó cái kia nó mới lớn được, nó đẹp trái lên. Đúng rồi. Đằng nào mình thì tỉa bớt đi, đúng không? Nhưng mà tỉa nó dùng dài ba nhánh thôi. Ừ. Đừng thấy nó nhỏ thì mình không tỉa, cái đầu nó hư, nó kia không lớn được hết. Đấy, nó núp ở dưới cỏ. Chưa từng thấy bao giờ mà nhãn chui xuống đất. Trời ơi. Đấy, cái cành, những cành đấy bẻ cho nó. Nhãn chưa chín hết đâu cả nhà, tức là phải bẻ tỉa thôi, có cành chín, có cành chưa chín. Ví dụ như thấy nó hai trái mà nó chín rồi mình cũng phải bẻ luôn. Ừ. Dù ít thì nhiều, nhưng một trái nó cũng vô hồng luôn chứ đâu bỏ. Ừ. Không sao. Này cả nhà nhìn, cái cây này nó nhỏ xíu à mà trái nó chĩu xuống này. Trời ơi, cả nhà ơi, chị Lan mê nhãn, trong cái vườn nhãn này là vì mê ăn này. Đây này. Đây. Ừ.
Hôm nay lại thu hoạch nhãn để gửi về Sài Gòn. Hôm nay ai ở Sài Gòn thì đặt nhãn thì để cho số điện thoại gì chị Lan sẽ cho người ship tận nơi nhé. Giá rẻ thôi, có 25.000 một ký nhặt nõn nà. Đây hôm nay là bà con lại đi đến đây để nhặt nhãn đây, toàn fan chị Phương Hằng đây. Hôm nay là mọi người rất là ủng hộ chị Phương Hằng. Nào, bây giờ chị quay đây này, bỏ khẩu trang ra một tí về cho con cái ở nhà xem cho cả gia đình phấn khởi nào các em ơi. Tiêm rồi, chích ngừa rồi. Đem cái nấc quá bự để cái này là biết rồi. Thế ngẩng lên tí cũng nhìn ra đấy. Nhãn ngon lắm. Rồi, đã thu hoạch xong rồi, bây giờ chở ra xe để chở về Sài Gòn đây. Bây giờ thì Lan xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ kênh Lan Nguyễn TV. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị ở những video tiếp theo. Bye bye!